Nam cho cả nhà mình ha. Nam lên cho cả nhà mình xem một con xe Intel 454 nha cả nhà. International 454 hay là National 454 cũng là nó cả nhà. Đây, hơi hám nha cả nhà. Chút hơi thừa rồi luôn ha. Em này thì được 50 cơ tương mì mới coi như là mới xịt dầu thôi cả nhà. Chưa có giữ rái hết nha. Cái lái trợ lực rất là nhẹ luôn. Tôi mì cầm cái nấm xoay 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 bằng một con tay cũng bé qua được cả nhà. Rất là nhẹ nhàng luôn ha. Intel 454 nha cả nhà. Mình xin chia sẻ một số thông tin về em nó cho cả nhà cùng biết. Đó là em Intel 454 này thì số chạy là số cơ nha cả nhà. Số sới là số nhớt nha cả nhà. Vỏ bao đẹp luôn nha cả nhà ơi. Vỏ đẹp lắm ha. Mâm zin nha. Bởi vì ở dưới mình tránh hầm đài chưa có nước đó cả nhà. Nên cũng chưa có rửa ráy. Chỉ xịt dầu thôi cả nhà. Anh chị em cô chú nào mua về thì mình chụp cực mình tắm rửa khi cọ mới lại cho đẹp hơn cả nhà. Đây phần đuôi chuột nè. Đùi đỏ cả nhà. Rất là đẹp ha. Mới xịt dầu thôi. Em này là em hàng nghĩa địa ha cả nhà. Ba máy ha, hàng hệ ba máy ha cả nhà. Ba máy nó mạnh hơn còn bốn máy ha cả nhà ơi. Anh đạt 454 ha. Mình đi một vòng nữa cho cả nhà mình ngắm nghía em đó ha. Rồi một xíu nữa mình sẽ báo giá em đó cho cả nhà mình cùng biết. Bên nguy cơ tương mì còn rất là nhiều con xe đang chờ đợi anh chị em cô chú mình đến xem xe cũng như là mua mấy em nó về sử dụng ha cả nhà. Và mình cũng xin báo giá cho cả nhà mình cùng biết luôn ha. Em Intel 454 này thì nông cơ tương mì sẽ để lại cho cả nhà mình cái giá là 50 triệu ha. 50 triệu ngay tại bãi Bình Chánh nha cả nhà. Không bao bình, không bao xe vận chuyển ha. Và bây giờ anh tương mì sẽ test chạy cho cả nhà mình cùng xem tham khảo chơi ha. Ngoài ra thì bên nông cơ tương mì cũng rất là nhiều em xe đang chờ đón cả nhà mình đến xem xe cũng như là mua và sử dụng ha cả nhà. Đây có em Kubota L28 rất là đẹp luôn ha nha. Và còn nhiều con khác nữa ha. Chạy cũng bốc quá cái rồi. Intel 454. Xin nhắc lại em Intel 454 này là hàng hệ hàng ba máy nha cả nhà. Hàng hệ ba máy ha. Em này chạy bốc hơn, mạnh hơn con Intel 454 mà hàng bốn máy ha. Đặc biệt cái là hàng ba máy này là nó chạy đỡ hao dầu, lợi dầu hơn cho so với con bốn máy nha cả nhà. Đó là cái điểm lợi thế của em Intel hàng hệ ba máy này ha. Số chạy cơ, số xe nhớt. Mâm vỏ 36 rất là đẹp ha. Vỏ đẹp cực kỳ ha. Ba máy. Đặc biệt là lợi dầu hơn và khỏe hơn là bốn máy nha cả nhà. Và giá 50 cơ để lại cho cả nhà mình là 50 triệu ha. Ngay tại bãi Bình Chánh ha. Địa chỉ là xã Mỹ Yên, huyện Bình Đức, tỉnh Long An ha. Không có bình, không có xe vận chuyển ha cả nhà. Đồng hồ nó chạy là 6.681 giờ ha. Máy đạp rác ha nha. Đồng hồ tủ máy vẫn còn hoạt động ha. Máy đạp rất rác nữa. Cuối clip thì em cũng dừng lại một số hình ảnh cho cả nhà mình xem ngắm nghía em đó ha. Về vỏ lớp cũng như hình dáng em đó ha. Intel 454 International 454 rất đẹp ha cả nhà. Cuối clip thì em xin chào và xin chúc cả nhà mình có một ngày mới thật là vui vẻ hơn cả nhà mình ơi.